chị thân mến, và ngay bây giờ nghi thức khai mạc triển lãm ảnh nhóm bạn tuổi gà năm 1969, triển lãm ảnh mừng xuân Đinh Dậu 2017 xin được phép chính thức bắt đầu. Chị thân mến, món quà chào mừng vừa rồi có xứng đáng để nhận thêm một tràng pháo tay nữa không ạ? Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Rất là hân hạnh được chào đón tất cả các anh chị đã dành khoảng thời gian quý báu của mình để đến cùng với chúng tôi tham dự nghi thức khai mạc của triển lãm ảnh nhóm bạn tuổi gà năm 1969 được tổ chức tại Cà phê Tinh Tế trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, em là Hạnh Nguyên xin được thay mặt cho ban tổ chức gửi đến tất cả các anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt. Các anh chị thân mến, như tất cả các anh chị đã biết thì hoạt động triển lãm ảnh đã được Tinh Tế tổ chức trong khoảng thời gian vừa qua rất là nhiều lần và rất là thành công, cũng như là tạo được tiếng vang trong cộng đồng. Và với lần này thì diễn đàn Tinh Tế rất là vinh dự được tổ chức triển lãm ảnh khai xuân 2017, quy tụ chính nhiếp ảnh gia uy tín và có tiếng tăm trong làng nhiếp ảnh Việt từ mọi miền đất nước. Và như các anh chị trông thấy ở đây, chúng ta có 9 khu vực trưng bày chính chủ đề khác nhau, mô tả chi tiết con người, thiên nhiên, loài vật tại từng vùng miền. Và đây không chỉ đơn thuần là những bức ảnh ghi lại của những nhiếp ảnh gia của chúng tôi đâu, mà đó là tất cả tâm tư, tất cả tình cảm mà những nhiếp ảnh gia, những tác giả đã tham gia dành trong những bức ảnh. Và có thể dành cho chính nhiếp ảnh gia của chúng tôi một tràng pháo tay được không ạ? Ngay bây giờ trước khi chính thức khai mạc chương trình thì xin phép chúng tôi được giới thiệu thành phần đến tham dự. Đầu tiên thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và có một sự hiện diện rất là đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Nick Úc, huyền thoại nhiếp ảnh báo chí chiến tranh, người đã rất là nổi tiếng với bức ảnh là Em bé Nepal cùng với các anh em người bạn cựu chiến binh của anh. Và cũng nhân dịp này thì em sẽ được thay mặt cho chính tác giả sẽ được cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị, những người đã đặt những cái bó hoa rất là tươi thắm, và những anh chị đã đặt những chiếc bánh kem và gửi đến Cà phê Tinh Tế suốt buổi tối hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa là xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Ngay bây giờ, để chính thức bắt đầu cho triển lãm ảnh sáng nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Tuấn Lion, anh Đặng Tuấn, đại diện của Camera Tinh Tế sẽ lên để có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng mời anh ạ. Em xin chào tất cả các anh các chị, các bạn Camera Tinh Tế ở trên kia. Cũng như những lần thần của Camera Tinh Tế, tụi em là muốn giới thiệu ảnh đẹp của tất cả những người yêu thích chụp hình, và đặc biệt là các anh nhiếp ảnh gia, các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Việt Nam chụp hình rất là đẹp. Tụi em cứ nhắc đi nhắc lại là ảnh không có được cất ở trong ổ cứng. Một bức ảnh đẹp là bức ảnh phải được nhiều người xem, nhất là phải in nó ra và người ta đến thưởng lãm và nghe tác giả chia sẻ. Đó là tinh thần của tụi em. Bọn em xin cảm ơn 9 tác giả tuổi gà. Dịp này rất là đặc biệt, 9 anh cùng tuổi gà và ở khắp mọi miền đất nước, từ Hà Nội vô đến Bạc Liêu, hình như có 8 gà trống, 1 gà mái. Hồi nãy giờ em tìm mãi chưa thấy gà mái ở đâu. Em xin cảm ơn các anh và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự. Xin chúc mừng các anh và chúc mừng triển lãm thành công. Và ngay bây giờ thì em xin được giới thiệu chính tác giả, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu. Xin được mời anh Nguyễn Việt Thanh. Các anh chị đã biết anh Nguyễn Việt Thanh rồi, người vừa có một cái món quà chúc mừng rất là ấn tượng. Em xin được mời anh Nguyễn Viết Rừng, anh Bùi Mai Thiện, anh Lê Xuân Chiến, anh Nguyễn Văn Thương, anh Trần Thế Phong, anh Trần Cao Bảo Long, anh Nguyễn Hải Đông và chị Trần Thu Đông. Trong đó chị Trần Thu Đông xin phép được vắng mặt trong triển lãm ảnh sáng nay bởi vì chị Thu Đông có một việc đột xuất và công tác ở Hà Nội, mong tất cả các anh chị thông cảm. Và đây là chính tác giả đã cùng tham gia triển lãm ảnh nhóm bạn tuổi gà 1969. Hãy dành cho chính tác giả, chính con gà của chúng tôi một tràng pháo tay được không ạ? Và em xin được mời anh Việt Thanh sẽ đại diện cho chính tác giả, chúng ta có đôi lời phát biểu, xin được mời anh.
Xin kính chào tất cả các anh chị, những người đồng nghiệp. Xin kính chào tất cả anh chị đồng nghiệp đã đến dự cái buổi triển lãm ảnh của chúng tôi hôm nay. Thực sự là tôi rất là vui và rất là xúc động vì có sự có mặt đầy đủ của mọi người. Tôi xin thay mặt cho 9 anh em gửi lời cảm ơn tới tất cả các vị. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc tất cả mọi người có mặt ở đây sức khỏe và hạnh phúc. Anh em chúng tôi đóng góp một phần rất là nhỏ để là những bức hình của 9 người để ra mắt một cái năm mới. Tôi hy vọng là một cái năm mới rất là hạnh phúc và may mắn cho tất cả mọi người ở đây. Xin cảm ơn. Em xin được cảm ơn anh và xin được chúc mừng chính tác giả. Ngay bây giờ xin được mời chính anh, chúng ta sẽ cùng tượng trưng để cùng nhau cắt chiếc bánh có 9 con gà đang rất là được thiết kế và để rất là ấn tượng ngay khu vực của sân khấu. Dạ cầm tay nhau cũng được để thể hiện tình thân ai. Dạ 1, 2, 3 bắt đầu. Xin được chúc mừng chính tác giả. Ngay bây giờ em xin được mời anh Tuấn sẽ quay trở lại với sân khấu và em xin được mời anh Thạch Vân sẽ cùng, dạ anh Hoàng Thạch Vân, chúng ta sẽ cùng trao hoa kỷ niệm chương để chúc mừng cho chính tác giả tham gia triển lãm ảnh nhóm Tuổi Gà buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng chính tác giả và xin được chúc cho triển lãm ảnh của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn chính tác giả và một lần nữa em xin được chúc mừng tất cả các anh. Ngay sau đây thì em sẽ được mời anh Hoàng Thạch Vân, chúng ta sẽ cùng có đôi lời phát biểu và đôi lời chúc mừng gửi đến các tác giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính chào tất cả các anh chị, các bạn đến với cái buổi triển lãm sáng nay. Tôi thật sự rất là hạnh phúc và cảm thấy vinh dự đến dự cái buổi triển lãm để chúc mừng các tác giả là ở cái nhóm bạn Tuổi Con Gà sinh năm 1969. Tôi thấy rằng đây là một cái sáng kiến khá hay, khá độc đáo, đã mở ra một cái sân chơi rất là thú vị để chúng ta gắn kết với nhau và chia sẻ với nhau thông qua những cái tác phẩm ảnh mà chúng ta đã tâm huyết đi sáng tác để hôm nay được trưng bày để mà quảng bá các tác phẩm của mình đến với công chúng. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng một cái việc làm hết sức là ý nghĩa. Cái ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào cái không gian triển lãm sáng hôm nay thì đó là biểu tượng của 9 bức tranh, 9 con gà. Trong đó có 8 con gà mái, 8 con gà trống, xin lỗi, 8 con gà trống và 1 con gà mái. Mà tôi nghĩ rằng đây là dương thịnh âm suy, do đó là 1 con gà mái không dám vô, từ Hà Nội không dám vô. Và tôi nghĩ rằng bức tranh này là biểu tượng của 9 con gà do tác giả là họa sĩ Văn Phong đến từ Bảo Lộc. Và đây tôi nghĩ rằng anh Văn Phong cũng rất là có duyên với lại các bạn triển lãm sáng hôm nay để mà gửi đến chúng ta những cái tác phẩm tranh về con gà rất là đẹp, ấn tượng. Đi vào cái không gian triển lãm sáng nay thì tôi thấy rằng mỗi một
tác giả đã thể hiện một cái góc nhìn, một cái cạnh cuộc sống và đi theo một cái chủ đề, một cái chuỗi câu chuyện rất là tuyệt vời. Nó đa dạng khắp mọi miền đất nước, từ Hải Phòng, Hà Nội đến các khu vực như là Nha Trang, rồi về thành phố Hồ Chí Minh, rồi ở Bạc Liêu, đồng bằng sông Cửu Long. Thì đây là cái cuộc đầu tiên, tôi nghĩ rằng nó cũng không có thể nào mà trọn vẹn. Và tôi nghĩ rằng những cái cuộc tiếp theo và cái chủ đề gọi là các tác giả cùng nhóm tuổi với nhau trong 12 con giáp, tôi nghĩ rằng cũng sẽ mở từ cái cuộc này rồi tiếp theo những năm tới thì nó cũng sẽ rất là thú vị. Thì tôi nghĩ rằng cái cuộc này thì chúng ta sẽ nhân rộng ra. Và hôm nay xin được phép thay mặt cho Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự, cũng như là xin chúc mừng tất cả các tác giả đã có cái ý tưởng và tổ chức hội ngộ, triển lãm và chia sẻ đến mọi người. Thì tôi được biết là trong cái chương trình này chúng ta còn làm những cái buổi workshop để chia sẻ với các bạn yêu thích nhiếp ảnh trong ngày hôm nay, thì cái điều này lại càng tuyệt vời hơn. Về phía hội chúng tôi cũng mong rằng là cái diễn đàn tinh tế sắp tới sẽ phối hợp với hội để chúng ta có những cái sân chơi bổ ích hơn, ý nghĩa hơn. Và hội chúng tôi cũng sẽ mở rộng cái hoạt động để làm sao mà phát triển được cái tài năng, mà nhất là các bạn trẻ. Hiện nay tôi thấy rằng cái phong trào nhiếp ảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở cả nước nói chung rất là mạnh. Anh em tham gia cái hoạt động yêu thích cái bộ môn nhiếp ảnh rất là lớn. Do đó là chúng ta cần phải phát triển và cần phải nhân ra nhiều cái loại hình, nhiều cái cách làm để làm sao mà chúng ta thu hút được đến với cái người chơi đam mê nhiếp ảnh và đến với công chúng để thưởng lãm những tác phẩm này. Một lần nữa xin thay mặt cho Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh xin chúc mừng tất cả các tác giả có triển lãm sáng hôm nay, và xin chúc đến quý vị có mặt trong buổi sáng hôm nay chia vui cùng với tác giả lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và năm mới vạn sự như ý. Xin kính chào ạ. Dạ, em cũng xin được mời anh Vân chúng ta nán lại sân khấu để nhận một bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đại diện của nhóm bạn tuổi gà là nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông. Cảm ơn anh ạ. Các anh chị thân mến, nếu mà đến với cà phê tinh tế trong buổi sáng ngày hôm nay, có lẽ là các anh chị sẽ trông thấy chúng ta có 9 bức ảnh con gà với những thần thái. À, 9 bức tranh con gà, em xin lỗi, với những thần thái rất là khác nhau được đặt từ phía lối ra vào cho đến tận vào trong. Và 9 bức tranh này là do họa sĩ Giang Phong đến từ Bảo Lộc đã vẽ tặng cho nhóm bạn tuổi gà. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn anh Giang Phong và mời anh Giang Phong lên sân khấu để nhận bó hoa thay cho lời cảm ơn từ nhóm bạn tuổi gà. Em mời anh Phong ạ. Em cũng xin được mời anh Viết Rừng sẽ đại diện cho nhóm bạn tuổi gà chúng ta tặng bó hoa để cảm ơn họa sĩ Giang Phong vì những bức tranh rất là ấn tượng của anh. Các anh chị thân mến, và để triển lãm ảnh của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp cho đến bây giờ như buổi sáng ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ rất là thiếu sót nếu như không nhắc đến những lời cảm ơn của chúng tôi dành cho tất cả các nhà tài trợ đã cùng với chúng tôi đồng hành tham gia tài trợ cho triển lãm ảnh lần này. Hạnh Nguyên sẽ được thay mặt cho ban tổ chức là Camera Tinh tế, diễn đàn tinh tế.vn được gửi lời cảm ơn trân trọng đến các nhà tài trợ Canon, nhà tài trợ Fujifilm, nhà tài trợ khắc tên.com, nhà tài trợ Phong Digic, Z-Shop và Phú Quang. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện của hai nhà tài trợ chính đến từ hai nhãn máy ảnh rất là nổi tiếng. Xin được mời đại diện của Canon và đại diện của Fujifilm. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để nhận hoa và kỷ niệm chương thay cho lời cảm ơn từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Em cũng xin được mời anh Tuấn đại diện cho Camera Tinh tế sẽ tặng hoa và kỷ niệm chương cho hai nhà tài trợ của chúng ta.
Một lần nữa xin được cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Canon và Fujifilm để chúng tôi có một buổi triển lãm ảnh hoành tráng ạ. À, cảm ơn thì đã cảm ơn rồi, nhưng mà đây là hãng máy ảnh Fujifilm, còn đây là hãng máy ảnh Canon và cả máy in Canon nữa. À, xin cảm ơn hai em. À, hy vọng là sắp tới hai em sẽ có nhiều cái tài trợ cho những cái hoạt động về nhiếp ảnh như thế này, cho tất cả những người yêu nhiếp ảnh và đặc biệt là bán máy giá rẻ. Đồng ý không? Rồi, cảm ơn em. Em xin được cảm ơn Canon, cảm ơn Fujifilm và em cũng được cảm ơn anh Tuấn. Và ngay bây giờ sẽ là thời phút mà chúng ta mong đợi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là nghi thức cắt băng khai mạc, chính thức khai mạc triển lãm ảnh nhóm bạn tuổi gà 1969. Và ngay sau đây em xin được mời đại diện, em xin được mời anh Tuấn, em xin được mời anh Trần Thế Phong và em xin được mời anh Hoàng Thạch Vân sẽ cùng lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Kính thưa quý vị, hãy cùng hướng mắt về phía khu vực sân khấu để cùng với chúng ta đón chờ nghi thức đặc biệt này. Và đừng quên hãy dành cho chúng tôi tràng pháo tay cổ vũ của tất cả quý vị nhé. 1, 2, 3, chúc mừng. Một lần nữa xin được chúc mừng chính tác giả. Các anh chị thân mến, như vậy là triển lãm ảnh nhóm bạn tuổi gà đã chính thức được khai mạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi có 9 khu vực trưng bày ảnh của 9 tác giả. Các anh chị chúng ta có thể đến từng khu vực để tham quan các bức ảnh của các tác giả. Và đừng quên hãy cảm nhận tâm tư, tình cảm mà các tác giả của chúng tôi đã dành trong những khung hình của họ. Và ngay sau đây, thời gian còn lại của buổi sáng, em xin được mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía các khu vực của chính các tác giả và chúng ta cùng giao lưu.